Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Làm tròn số, sách giáo khoa môn toán lớp 3, bộ sách Chân trời, sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 36 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái nội dung lý thuyết này. Như vậy ở đây người ta cho hai cái bạn này, bạn này nam bạn nói này, khoảng mấy chục km nữa thì đến thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Vậy thì bạn nữ bạn trả lời nè, khoảng mấy trăm km nữa thì đến thành phố Đà Lạt nhỉ. Đấy, vậy thì ở đây có một cái biển báo khi chúng ta tham gia giao thông này. Đó, người ta chỉ nè, 67 km nữa thì sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh và 232 km nữa thì sẽ tới thành phố Đà Lạt. Như vậy ở đây cái số ở trên cái biển báo này là 67, đúng không? Thì bạn nam bạn mới nói là khoảng mấy chục. Nói sao bạn không nói là 67 mà bạn nói là khoảng mấy chục? Và cái số người ta ghi ở đây là 232 thì bạn nữ bạn ấy nói là khoảng mấy trăm. Vậy thì cái cách mà chúng ta nói khoảng đây này, đấy, khoảng này, bạn nam cũng nói khoảng này, bạn nữ cũng nói khoảng này, đây là một trong những cái cách mà chúng mình nói về vấn đề làm tròn số. Vậy thì làm tròn số là gì? Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu nhé. Rồi, trước hết chúng ta sẽ thấy làm tròn số đến hàng chục. Đấy, hàng chục thì các em biết này, trong một chữ số ví dụ 23, đấy thì có phải là 2 đây này, sẽ là hàng chục đúng không? Hoặc là gì? 3, 2, 3. Đấy, vậy thì số 2 đây này sẽ là gì? Hàng chục, hiểu chưa? Như vậy giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách mà làm đến hàng chục là làm tròn như thế nào. Rồi, quan sát ví dụ. Ví dụ, quan sát trên tia số thì chúng ta sẽ thấy một cái tia số như thế này. Đây là 60 này, 70 này. Như vậy ở đây các em cứ thấy mỗi một cái vạch ở trên tia số đây là bao nhiêu? Một đơn vị 60, 61, 62. Đấy, cho đến đây là 70. Vậy ta hỏi này, các số này 61, 62, 63, 64 gần số tròn trục nào nhất? Đấy, 61 này, 62 này, 63 này, 64 này. Thì các em thấy đây có hai số tròn trục, đó là số 60 và số 7 gì? 70. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy các cái số này này, 61, 62, 63, 64 nó gần số tròn trục nào? 6 gì? 60. Đúng không? Đúng chưa? Rồi, các số này 66, 67, 68, 69 thì lại gần số tròn trục nào? Như vậy 67 đây, 68 này, 69 này thì nó lại gần số tròn trục nào? 7 gì? 70. Đó. Như vậy cái số 65 này này là một cái số đứng ở giữa, đúng không? Để chúng ta biết được các số 61, 62, 63, 64 và đây là gì? 67, 68, 69. Đó, để chúng ta biết được nó gần số tròn trục là 6 trục hay là gì? 7 trục. Vậy thì từ cái tia số này thì chúng ta sẽ có cái quy ước về cách làm tròn số đến hàng chục như sau. 61, 62, 63, 64, các em thấy hàng đơn vị của nó này là những số này 1, 2, 3, 4. Như vậy hàng đơn vị của nó là những số 1, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ làm tròn 60. Vì sao? Vì những số này nó gần số gì? Tròn trục là 60. Rồi các số này 66, 67, 68, 69 thì nó lại gần số nào? Gần cái số 70 đây này các em. Đó, đúng không? 66 này cho đến 69 này gần số tròn trục là 70. Nên chúng ta sẽ là gì? Làm tròn đến 70. Vậy thì cái số 65 là số đúng ở giữa. Như vậy quy ước này, 65 chúng ta sẽ làm tròn thành 7 gì? 70. Vậy thì đây là cái cách để chúng ta hiểu về cách làm tròn số.
Rồi, vậy thì cách làm tròn số được phát biểu theo nguyên tắc như sau. Nếu chữ số hàng đơn vị, anh nhớ là làm tròn đến hàng chục nha, thì chúng ta phải xét đến hàng đơn gì? Đơn vị này. Nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3 hoặc là 4 này, thì giữ nguyên chữ số hàng chục. Đó, ví dụ này, chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì chúng ta giữ nguyên chữ số hàng chục là 6 này. Đấy, như vậy thì đây sẽ là gì? Giữ nguyên chữ số hàng chục là số 6. Được chưa? Vậy thì đây sẽ là 6 gì? 6 chục này. Nếu chữ số hàng đơn vị là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì chúng ta lại thêm 1 vào chữ số hàng chục. Đó, tức là đây, chữ số hàng đơn vị là 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, thì các em sẽ cộng thêm 1. Tức là 6 này các em cộng thêm 1 thì nó sẽ ra là gì? 7 này. Đúng không? Đấy. Vậy thì đây chính là gì? Cách để chúng ta làm tròn. Và sau khi làm tròn đến số hàng chục thì hàng đơn vị sẽ là số gì? Số 0. Đấy, tức là 61 thì chúng ta làm tròn đến hàng chục nó sẽ là 60. Số 0 này. 62 là 60, 63 là 60, 64 là 6, 60. Vậy thì đây là cách làm tròn đến hàng chục các em nhé. Được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm tròn đến hàng gì? Hàng trăm. Rồi, vậy thì hàng trăm chúng ta cũng lại quan sát trên cái tia số này. Ta thấy đây số 200 và đây là số 300 và số 250 là số đứng ở giữa. Các em quan sát này, 284 và 238. 238 này, 284 này. Mỗi số gần số tròn trăm nào nhất? Như vậy các em thấy 238 nó gần số tròn trăm là số gì? 200. Và 284 nó gần số tròn trăm là số mấy? 300. Đúng chưa? Đấy. Như vậy thì dựa trên cái việc mà nó gần cái số nào thì chúng ta sẽ có này, làm tròn số đến hàng trăm. Nếu những chữ số hàng chục là 1, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ làm sao? Giữ nguyên chữ số hàng trăm. Đúng chưa? Rồi, trường hợp thứ hai này, nếu những số hàng chục là 6, 7, 8, 9 thì chúng ta sẽ cộng thêm 1 ở số hàng trăm. Được chưa? Và lúc này khi làm tròn rồi thì số hàng chục và hàng đơn vị sẽ là số gì? Số 0 hết. Và quy ước 254 là bao nhiêu? 300. Đấy. Vậy thì bây giờ cái bạn này, bạn mới hỏi này, nhận xét cách làm tròn số đến hàng trăm. Đấy, thì các em chỉ cần dựa vào đây, dựa vào cách làm tròn số đến hàng chục thì chúng ta sẽ viết được này. Nội dung thứ nhất nhá. Nếu chữ số này hàng gì? Hàng chục. Làm tròn đến hàng trăm thì chúng ta phải dựa vào chữ số hàng chục là 1 này, 2 này, 3 này, hoặc là mấy, hoặc là 4 thì chúng ta sẽ làm sao? Thì sẽ giữ nguyên, đúng không nào? Thì giữ nguyên chữ số hàng gì? Chữ số hàng trăm. Được chưa? Đấy. Rồi, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tức là trường hợp thứ hai, là các số này nó lại khác này. Nếu chữ số hàng chục, nếu mà cái chữ số hàng chục nó là mấy? Là 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, hoặc mấy nữa? Hoặc là 9. Thì ta thêm gì? Thì chúng ta sẽ thêm 1. Thêm 1, tức là cộng 1 á, vào chữ số hàng gì? Vào chữ số hàng trăm. Được chưa?
Đấy, và một cái lưu ý nữa. Lưu ý nữa là gì? Sau khi làm tròn, sau khi mà các em làm tròn á, sau khi làm tròn đến hàng trăm, khi mà làm tròn đến hàng trăm nè, thì gì? Hàng đơn vị và hàng gì? Hàng chục. Đó, thì hàng chục các em viết từ lớn đến nhỏ. Hàng chục và đơn vị là chữ số gì? À đúng rồi, là chữ số số 0. Được chưa? Rồi, để hiểu hơn á thì thầy sẽ cho chúng ta một ví dụ này. Ví dụ chúng ta có số 2 9 3. Đấy, vậy thì các em thấy này, chữ số hàng chục đây là mấy? 9 nè. Thì rơi vào trường hợp này đúng không? Thì chúng ta sẽ thêm một vào chữ số hàng trăm, tức là số hàng trăm đây đang là 2, thêm 1 sẽ là mấy? 3. Vậy thì khi đã làm tròn được đến đây rồi thì chữ số hàng chục là 0, chữ số hàng đơn vị cũng là 0. Được chưa? Đây trường hợp thứ nhất nhá. Trường hợp thứ hai này, số này 4 4 4 chẳng hạn. Đấy, vậy thì khi các em làm tròn này, đến hàng trăm thì các em xét thấy này, hàng chục đây là mấy? 4. Như vậy 4 là này, rơi vào trường hợp này thì giữ nguyên chữ số hàng trăm, tức là hàng trăm ở đây là mấy? Là 4, chúng ta giữ nguyên 4 này. Vậy thì số hàng chục lúc này là 0 và số hàng đơn vị là 0. Hiểu chưa? Đấy, thầy lấy hai cái ví dụ ở ngoài rất là điển hình để cho các em hiểu hơn nhá. Rồi. À, bây giờ thì chúng mình sẽ áp dụng cách làm tròn số đến hàng chục và hàng trăm để làm các cái bài tập thực hành. Ta làm bài tập thực hành số 1 này. Làm tròn số đến hàng chục này. Câu A này. Các số này 41, 42, 43, 44. Này các em quan sát này. Đến hàng chục thì được số nào? Đây chúng ta nhìn quan sát này. Hàng chục thì chúng ta xét hàng đơn vị này, nó là số 1, số 2, số 3, số 4. Khi các số hàng đơn vị là 1, 2, 3 hoặc 4 thì chúng ta sẽ làm sao? Giữ nguyên chữ số hàng chục. Đấy, tức là số hàng chục đây là mấy? 4. Và lúc này hàng đơn vị sẽ là số gì? 0. Bởi vì sao? Những số này nó gần số tròn trục là 4 trục hơn. Dễ không? Rồi, câu B. Làm tròn các số này 75, 76, 77, 78, 79 cũng đến hàng chục. Như vậy các em thấy này, những số hàng đơn vị đây là 5, 6, 7, 8, 9. Vậy thì những số này nó là những số làm sao? Có hàng đơn vị là 5, là 6, là 7, là 8 hoặc là 9 thì chúng ta sẽ làm sao? Thêm một vào chữ số hàng chục. Vậy thì 7 này, ta thêm 1 sẽ là 8. Và lúc này hàng đơn vị sẽ là số gì? Số 0. Đó, được chưa? Như vậy xong được bài 1 nha. Rồi, sang bài số 2. Làm tròn số đến hàng trăm. Đây, các em hãy quan sát câu A. Các số này 814, 826, 835, 847 đến hàng trăm. Chúng ta hàng trăm thì chúng ta lại chú ý đến hàng gì? Hàng chục của nó này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Các số hàng chục là 1, là 2, là 3 hoặc là 4 thì chúng ta làm tròn làm sao? Giữ nguyên chữ số hàng trăm. Hàng trăm đây là mấy? 8, giữ nguyên. Và lúc này hàng đơn vị sẽ là 0 và hàng chục sẽ là 0. Hiểu chưa? Rồi, tương tự nè. Câu B, làm tròn các số 152, 168, 170, 189 và 191. Chúng ta lại thấy này, các số hàng chục ở đây là 5,
6, 7, 8, 9. Vậy thì những số mà hàng chục là 5, 6, 7, 8, 9 thì chúng ta lại làm sao? Thêm 1 vào chữ số hàng trăm. Hàng trăm đây là mấy? Là 1. Các em thêm 1 sẽ là 2. Vậy thì khi đã thêm 1 vào thì số hàng chục là 0, số hàng đơn vị là 0. Được chưa? Đấy, thầy đã làm xong cho chúng ta phần thực hành nhá. Bây giờ mình sẽ vào phần luyện tập. Bài số 1. Làm tròn các số. Làm tròn số 53 đến hàng chục này, 53 đến hàng chục này. Thì các em thấy này, hàng đơn vị đây là 3. Vậy thì giữ nguyên hàng gì? Hàng chục sẽ là 5. Và đơn vị ở đây sẽ là 0. Được chưa? Làm tròn số 95 đến hàng chục. Hàng đơn vị đây là 5. 5 thì chúng ta sẽ cộng thêm gì? 1 ở hàng gì? Hàng chục. Như vậy 9 cộng với 1 sẽ là 10. Vậy thì hàng đơn vị đây sẽ là 0. Được chưa? Làm tròn số 620 đến hàng trăm. Vậy thì số 2 ở hàng chục giữ nguyên hàng trăm là 6. Hàng chục lúc này là 0, hàng đơn vị là 0. Được chưa? Làm tròn số 974 đến hàng trăm. Đây, hàng chục là số 7. Số 7 thì chúng ta sẽ cộng thêm 1 ở hàng gì? Hàng trăm. 9 cộng với 1 thì bằng mấy? 10. Như vậy thì hàng chục là 0, hàng đơn vị là 0. Dễ không? Đấy, thầy hướng dẫn rất là từ từ nhé. Em nào không hiểu thì chúng ta có thể tua lại cái video hoặc là xả lại cái video. Rồi, bài số 2. Tính từ vị trí biển báo. Đây, từ vị trí biển báo đây này. Tức là cái ô tô này đi theo cái hướng này, đúng không nào? Và cái biển báo ở trên này, đấy chúng ta thấy khoảng 200 km nữa thì đến thành phố Lào Cai. Tức là mình sẽ nhìn vào đây và mình xem câu nào là đúng và câu nào là sai. Vậy các em thấy này, Lào Cai này, Lào Cai ở đây là số 259. Đấy. Vậy thì câu A người ta hỏi thì ta phát biểu này, khoảng 200 km nữa thì đến thành phố Lào Cai. Như vậy 259 mà làm tròn hàng trăm thì chúng ta sẽ thấy đây là số 5 ở hàng chục, đúng không? Đấy, số 5 ở hàng chục. Do đó hàng trăm sẽ được thêm gì? Thêm 1. Vậy thì đây phải là 3. Hàng chục là 0, hàng đơn vị là 0. Như vậy thì chúng ta phải làm tròn cái số 259 này này là số 300 chứ không phải là 200. Như vậy câu này là phát biểu gì? Sai. Đấy, các em ghi sai đây nhá. Được chưa? Rồi, câu B này. Khoảng 100 km nữa thì đến thành phố Yên Bái. Yên Bái đâu? Đây, Yên Bái là 116. Vậy thì 116 này, hàng gì? Hàng gì đây? Hàng chục nó là 1. Hàng chục là 1 thì giữ nguyên. Giữ nguyên số ở hàng gì? Hàng trăm là 1. Hàng đơn vị và hàng chục đều là 0. Như vậy đây là làm tròn thành bao nhiêu? 100. Vậy thì khoảng 100 km nữa, đúng không? Đấy, câu này người ta làm tròn là đúng nhá. Đấy, câu B là đúng. Câu C này. Khoảng 50 km nữa thì đến thành phố Việt Trì. Đây, Việt Trì là 48 km. Vậy thì người ta nói là 50. Hàng đơn vị đây là mấy? Làm tròn đến đơn vị các em. Làm tròn đến chục là số 8. Số 8 thì hàng chục sẽ được cộng thêm 1, đúng không? Vậy thì hàng chục cộng thêm 1 sẽ là 5. Đơn vị sẽ là 0. Như vậy đây 50, đúng không? Đúng nhá. Đấy, câu này là câu đúng. Rồi, câu D. Khoảng 10 km nữa thì đến thành phố Vĩnh Yên. Đây, Vĩnh Yên là 19 km. Làm tròn này đến hàng gì? Hàng chục. Số 9 là hàng đơn vị. Vậy thì sẽ thêm mấy? Thêm 1 ở hàng chục. Vậy thì 1 thêm 1 sẽ là 2. Và
đơn vị sẽ là 0, như vậy phải là 20. Mà đây chỉ nói là gì? 10. Nên câu này là câu sai. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có hai câu sai là câu A và câu D. Câu B và câu C là câu đúng nhá. Dễ không? Xong nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng sang cái phần khám phá, tìm hiểu về đất nước em. Với sự góp sức của rất nhiều địa phương và người dân trên cả nước, hàng trăm cây cầu đã được xây để giúp bà con đi lại thuận tiện. Cầu để xây qua sông đấy các em. Vậy thì đây là khung cảnh khánh thành một cây cầu thứ 352 ở tỉnh gì? Long An. À, đây là một cây cầu được xây dựng ở đâu? Tỉnh Long An này các em. Tức là ở khu vực miền Tây, là miền sông nước, thì những cái cầu dạng như thế này sẽ rất là nhiều so với miền Bắc hoặc là miền Trung của các em nhé. Rồi, vậy thì số này, ta hỏi cái gì? Số 352 làm tròn đến hàng trăm thì được số nào? Hàng trăm thì chúng ta thấy hàng chục đây là mấy? 5. Thì hàng trăm ở đây sẽ được cộng thêm mấy? 1, 4. 3 cộng với 1 sẽ là 4, đúng không? Vậy thì 4 thì anh này sẽ làm sao? Hàng chục là 0, hàng đơn vị là 0. Được chưa? Rồi. Phần hoạt động thực tế thì người ta sẽ giao cái phần này cho các em. Trao đổi với người thân để biết quãng đường từ nhà em đến quê nội, quãng đường từ nhà em đến quê ngoại dài bao nhiêu, rồi làm tròn số. Đấy, vậy thì cái phần này các em có thể tự làm nhé. Được chưa? Và đến đây thì chúng ta cũng tạm thời nói lời chia tay. Đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.